Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Hạnh phúc từ đâu? Hôm nay là một chương trình rất đặc biệt qua lời làm chứng về cuộc đời của một thanh niên qua Mỹ lúc 8 tuổi, qua diện mồ côi và sống trong cô nhi viện. Rút hôn vô tội nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, phải sống nhiều năm, sống trong tù. Quý vị sẽ nghe và sẽ thấy cách nào chàng thanh niên này gặp Chúa và cuộc sống bây giờ của anh như thế nào. Và mơ ước của anh là gì? Thưa quý khán thính giả, đây là người thanh niên đó. Kính chào cô Trúc Linh. Kính chào quý khán thính giả. Tôi tên là Nguyễn Đại Nam, năm nay tôi 44 tuổi. Sau đây là lời chứng của tôi về tình yêu của Chúa Giê-xu xảy ra trong cuộc đời tôi. Khi tôi lên 8 tuổi là năm 1983, mẹ tôi đưa tôi và anh tôi hơn tôi 1 tuổi lên chiếc thuyền nhỏ đi vượt biển. Trên thuyền chúng tôi có khoảng 60 người. Chúng tôi ngồi sát nhau như hợp cá mồi. Thuyền chúng tôi bị hải tặc Thái Lan cướp, hãm hiếp, rồi họ thả cho chúng tôi đi. Bồng bềnh trên biển được vài ngày sau, chúng tôi được dân đánh cá người Indonesia cứu vớt vào đảo Palau Khukhu. Khi đến đảo, tôi được cho vào ở trong khu cô nhi viện. Sau đó, chúng tôi được chuyển qua trại tị nạn ở đảo Palau Galang. Và 2 năm sau, Ủy ban tị nạn Liên Hiệp Quốc bảo trợ hai anh em tôi định cư đi Mỹ vào năm 1985. Chúng tôi mới bước chân trên đất Mỹ, tôi ở thành phố Santa Ana, California. Lúc đó tôi sống ở các foster home và juvenile hall, trại giam cho vị thành niên. Trong trường học và group home tôi ở, tôi thường bị họ đánh như cơm bữa. Thời đó cũng khá nhiều đứa vị thành niên Việt Nam tị nạn Cộng sản vào lứa tuổi của tôi. Chúng tôi kết bạn với nhau và thường đi học chung để bảo vệ lẫn nhau. Vào đầu năm 1993, khi tôi 17 tuổi, lúc đó tôi đang ở quán pizza và có vài người mà tôi không quen biết. Họ gây gổ với nhau. Một trong những người đó cầm súng bắn lên trời. Không có người nào bị thương tích gì cả. Nhưng cảnh sát đến bắt tất cả những người có mặt, khoảng 12 người, và tất cả đều bị kết tội là tấn công người với vũ khí, assault with a firearm. Và một trong 12 người bị bắt ngày hôm đó có tôi. Trước khi ra tòa, tôi được cho biết nếu chúng tôi nhận tội thì tất cả được cho thả tự do, về nhà với 3 năm probation quản chế. Cho nên dù tôi không liên can gì đến việc gây gỗ hay bắn súng, nhưng vì tôi muốn nhanh chóng được thả và không muốn ở thêm trong tù, nên tôi đã nghe lời và ký tên nhận tội. Vào một tháng trước khi tôi mãn án 3 năm probation, tôi vi phạm sự quản chế vì tôi có mặt chung xe với một người có ma túy trong người. Và vì vậy tôi bị kết án 16 năm tù giam. Ngày tôi mãn án thì sở di trú đến nhà tù và bắt tôi vào nhà giam di trú. Sở di trú nói với tôi là tôi đã phạm tội và vì do luật di trú mới năm 1996, tôi sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Tôi bị nhốt trong nhà giam di trú thêm khoảng 4 năm nữa vì nhà nước Việt Nam không chấp nhận người tị nạn như tôi về nước. Cuối cùng năm 2000, tôi được sở di trú trả tự do với điều kiện phải trình diện quản chế mỗi năm. Năm 2004, tôi sử dụng ma túy quá mức và trái tim tôi ngừng đập 16 phút và tôi tin rằng Chúa can thiệp cứu sống linh hồn tôi, cho tôi chứng kiến một ơn cảnh tượng mà tôi không bao giờ quên, mà tôi gọi nó là kinh nghiệm cận tử, near death experience. Sau đây là những gì tôi thấy, tôi nghe trong 16 phút tôi trải qua kinh nghiệm cận tử này. Bỗng nhiên tôi không trông thấy gì cả, xung quanh tôi hoàn toàn đen tối. Tôi lại nghe nhiều người khóc lóc cầu xin cứu mạng. Tôi nghe được ai đó nói với tôi, Nam ơi, khi thức dậy nhớ cầu nguyện cho tôi. Bây giờ tôi sợ quá vì tôi không biết tôi đang ở đâu.
và tôi đến nơi này bằng cách nào. Tôi rất sợ và tôi cố gắng bỏ chạy, nhưng tôi không biết tôi chạy đi đâu. Xung quanh tôi toàn là bóng tối với ngàn ngàn tiếng la khóc như van xin cầu cứu. Tôi chạy, chạy hoài và nơi tối tăm này không bao giờ chấm dứt, vô tận hoặc không kết thúc. Những tiếng kêu cầu cứu, những giọng nói nghe quen, nhưng tôi không biết là quen ở đâu và quen từ lúc nào. Lúc này tôi vô cùng sợ, sợ không thể nào tả nổi, và tôi biết là tôi đã chết. Và giờ tôi đang đứng trước thế giới tội lỗi, thế giới đen tối, thế giới của địa ngục. Tôi bắt đầu bật khóc. Tôi cảm thấy như sẽ không có ai giúp và cứu tôi trong lúc này. Tôi cảm nhận được rằng tôi đang bị còng xích trên cổ, trên đầu, hai tay và hai chân. Tôi thấy có 3-4 ma quỷ trong bóng tối đứng sau lưng tôi và chuẩn bị kéo tôi đi. Ngay trong lúc này tôi thấy trước mặt tôi có luồng ánh sáng. Tôi bắt đầu nghe nhiều tiếng trong vùng sáng đó nói với tôi. Những tiếng nói tôi không quen biết, cũng có nhiều tiếng nói tôi quen biết khi họ còn sống. Có nhiều tiếng nói và tôi nghe được từng câu nói như thế này. Nam, con cầu nguyện với Chúa. Nói chuyện với Chúa đi. Xin Chúa Giê-xu giúp con. Xin Chúa Giê-xu cứu con. Xin Chúa Giê-xu tha tội cho con. Và tôi nói lại rằng, tôi không biết Chúa là ai. Làm sao tôi xin? Có tiếng cất lên rằng, Nam, con không biết con nói gì đâu. Con cứ tin ta và cứ nói với Chúa ngay bây giờ. Tôi biết rằng nếu như tôi không nói lên thì tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nói được nữa. Tôi bèn nói, Chúa ơi, thật là con không biết Chúa là ai. Nhưng con nghe họ nói với con, nên con cầu xin Chúa giúp con. Chúa cứu con và Chúa tha tội lỗi cho con. Ngay bây giờ con thành thật cầu xin Chúa. Tôi nghe tiếng trả lời rằng, tại sao ta phải cứu con? Con nhớ khi con 5 tuổi, con ăn cắp cái bánh mà con nói con không bao giờ ăn cắp nữa không? Con nhớ khi con 6 tuổi, con làm gì và con nói con không bao giờ như vậy nữa? Con nhớ không? Và con nhớ không? Con nhớ không? Không biết vì sao nhưng mỗi khi tôi nghe con nhớ không là tôi thấy cái gì đó rất nhẹ nhàng và vui sướng, an lành trong đáy tim tôi. Như một người vừa mới được chữa là hoàn toàn hết bệnh hiểm nghèo với một phép nhiệm màu. Sau đó tôi được đưa đi vào một nơi hoàn toàn ánh sáng. Và tôi nghe những linh hồn nói, Nam, khi con tỉnh dậy, con nhớ khi có cơ hội làm chứng, con sẽ nói rằng Chúa Giê-xu có thật. Và con nhớ nói rằng nếu miệng họ xưng Chúa Giê-xu là Chúa và lòng họ tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì họ sẽ được cứu. Và những linh hồn nói theo sau, cho dù con nói 100.000 lần họ sẽ không tin con. Nhưng con đừng bao giờ ngừng nói. Sau đó tôi thấy tôi đi vào vòng ánh sáng. Sau khi tôi thức tỉnh, tôi nhớ một vị sư người Phi đến thăm và baptize tôi. Tôi kể lại hành trình chết đi sống lại cho mục sư nghe. Mục sư rung cả người và vui mừng mở trang Kinh Thánh trong Roma chương 10 câu 9 và nói với tôi, câu mà tôi vừa mới nói là có trong Kinh Thánh. Mục sư chỉ cho tôi thấy và đọc lại cho tôi nghe. Thưa quý vị, trước biến cố này xảy ra, tôi chưa bao giờ biết hay nghe ai nói về quyển Kinh Thánh. Tôi cũng chưa bao giờ nghe ai nói đến tên Chúa Giê-xu, nói đến chữ sự cứu chuộc, nói đến tội lỗi. Vậy mà trong 16 phút đó, tôi được nghe thấy về những điều mà cả đời tôi chưa bao giờ biết đến. Thưa quý vị, anh em gần xa, đời tôi sẽ không bao giờ quên được Roma chương 10 câu 9. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Tôi thành thật cảm ơn tất cả lắng nghe lời chứng của tôi. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hành có hạn, chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị qua chương trình phát hình tuần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần thật bình an, phước hạnh trong Chúa. Kính chào quý vị. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến.
Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật vào lúc 11 giờ hoặc trình đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.